nay là ngày lành tháng đẹp. Em Hoàng bên xe tải Cửu Long, nhà máy TMT Cửu Long. Xin kính chúc hai anh lên đường vạn dặm bình an. Thì đây là ngày lành tháng đẹp, em đang xuất chiếc xe KC13802 TMT 8 tấn cầu dầu đời 2021, 2 cầu dầu cho anh Phước ở Thanh Hóa về miền đất Quan Hóa. Để chúc anh Giai đi mạnh khỏe. Vâng, và anh Giai đã sở hữu chiếc xe là với giá rất là rẻ thôi, 200 triệu người giải ạ, 200 triệu. Và bây giờ thì cũng đã đến lúc phải từ biệt anh Giai rồi. Anh Giai rồi thì kính chúc hai anh thật mạnh khỏe thôi. Thì ở đây em đang có sẵn chiếc xe 8 tấn cầu dầu, một chiếc khác cũng về Thanh Hóa cũng tải nhá. Một chiếc khác đã về Thanh Hóa. Đây là về 36C cũng là về Thanh Hóa nhưng mà ở huyện cạnh đấy. Thì chiếc xe này em vừa báo giá rồi. Chiếc xe này đã chỉ sở hữu là 20 triệu là có thể lấy xe rồi quý tài ạ. Và giá của em nó là chuẩn là 665 triệu quý tài nhá. 665 triệu màu xanh dưa. Hiện tại ở đây. Nếu bác tài nào cần giá chi tiết lăn bánh này hay là tư vấn với ngân hàng cứ gọi cho em nhá. Thủ tục ngân hàng rất là đơn giản thôi. Có khi là một tuần là xong. Ví dụ như ở Hòa Bình chẳng hạn hoặc là Hà Nội là một tuần là xong quý tài ạ. Và về sơ qua cấu hình của chiếc xe này thì chiếc xe này sử dụng loại cầu là 13 tấn đằng sau và ở cầu phía trước là cầu 6 tấn quý tài nhá. Cầu 6 tấn và bác tài nào hỏi em là cái cầu này nó còn bị lỗi không thì em xin trả lời là không quý tài nhá. Lô mới này, lô mới tháng 12 năm 2022 này thì là đã được thay cầu mới rồi. Cầu hoàn toàn mới luôn, không có chuyện là cầu cũ hay là xe cũ thay cầu vào quý tài nhá. Cầu này là thay cầu mới, đặc biệt là cái Meyer trong này là thay to hơn rồi. Các bác tài chạy cứ yên tâm đi, không phải lo lỗi cầu đâu, không phải lo nổ cầu đâu. Xe 13 cầu 13 tấn mình cứ chạy tầm khoảng 16 17 thôi, không nên chạy tầm 20 thì vỡ cầu là chuyện đương nhiên rồi quý tài. Không xe nào chịu được. Đây là về cấu hình của em đó. Còn về nhíp thì chiếc xe sử dụng lại nhíp 10mm quý tài nhá. Nhíp 10mm. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là gồm có chỉ là nhíp. Chiếc này nó khá là bẩn rồi vì là vừa đi đăng kiểm về, em chưa kịp rửa. Và nếu mà nói về dàn điều hòa thì chiếc xe là đã được lắp sẵn là những cái bộ dàn điều hòa rồi. Bộ dàn điều hòa để lắp treo cái tạm, bộ dàn để lắp treo điều hòa vào rồi. Và chúng ta nếu mà muốn lắp điều hòa thì các quý tài cứ bỏ ra thêm tầm khoảng 10 triệu quý tài nhá. 10 đến 11 triệu là có điều hòa zin đâu hạng. Và gì thôi ạ. Với cái cấu hình cầu trước đấy thì chiếc xe được trang bị sẵn là cái cầu là cầu 8 tấn. Với đường kính cầu này. Con tài đoán là bao nhiêu ạ? Đường kính cầu này lên tới là 27 cm khá là to. Phải nói chiếc xe này 8 tấn cầu dầu lúc 9 mà cầu dầu khá là to. Còn máy thì được trang bị trên chiếc xe này là máy U-Chai. U-Chai của Cửu Long với nhãn hiệu của Cửu Long. Và công suất của máy là 140 mã, cụ thể 140 mã, tương đương với là 103 kW, vòng tua tối đa là vòng tua 2800 vòng trên phút, 2800 cụ thể. Xe sử dụng động cơ điện 4 máy với turbo tăng áp, 4 máy cụ thể nhá, 4 máy, máy thuần Cửu Long luôn. Còn về hộp số thì lát nữa em lên cabin thì em sẽ trao đổi trực tiếp với các bác. Hộp số thì một gợi ý cho các quý tài đó là hộp số sử dụng loại là hộp số 2 tầng quý tài. Số 2 tầng với tầng rùa tầng thỏ, hộp số khá to này. Số phụ đã được thay to lại rồi quý tài nhá. Về phần thùng thì chiếc xe có thùng zin nguyên bản là 6,5 khối với chiều dài tổng cho lòng thùng là 3m76, rộng 2m24 và cao 740 với các thanh dầm là thanh dầm chéo, vắt chéo quý tài nhá. Đây thanh dầm vắt chéo này. Tiben được trang bị là Tiben 160mm quý tài ạ. 160mm loại Tiben to thứ hai ở dòng hai chân. Tiben to nhất là 180 ạ. Được trang bị trên dòng lốp 1001. Còn với cái bình này thì là hôm trước có bác bảo em là bình này làm bằng sắt à? Em xin trả lời là không nhá. Bình này làm bằng nhôm, hoặc kim hoặc là inox quý tài ạ. Sẽ có hai loại.
Nếu mà làm bằng sắt thì cái nhiên liệu đổ vào thì nó rất dễ bị hắn gì. Cái điều này là có tài cũng gọi là nên biết một chút. Về phần cầu sau, cầu sau thì chiếc xe vẫn được trang bị là loại lốp 9. Với cầu vẫn là cầu 27cm, đường kính đấy ạ, 27cm. Cỗ lốp là lốp 900-20. Và lốp này thì là lốp bố vải quý vị nhá. Lốp bố vải không phải lốp bố thép, chúng ta hoàn toàn có thể thay lên lốp bố thép. Và nếu mà chúng ta để ý trên đây thì trên đây chính là cái phần định vị của đây. Đây chính là cái gọi là phần khi mà chúng ta đi mòn lên đây rồi thì xe không thể đi được nữa nhá. Cái bánh này không thể sử dụng được nữa. Đấy là về lốp xe. Và đương nhiên thì Cửu Long là chắc chắn là sẽ bền nhất ở cái chassis rồi. Nổi tiếng rất là lớn ở chassis, độ bền của chassis rồi. Chassis được sử dụng trên chiếc xe này là loại chassis 8.5 quý ta ạ. 8.5 với lốp ngoài này 8cm, 8mm, còn lốp trong là 5mm, tổng là 13mm quay này nhá. Đây là loại chassis lồng hai lớp. Cổ Cửu Long và cổ Vồ đều là loại chassis này nhá. Đây, đấy là một lưu ý gửi tới các quý khách tài. Và chassis Cửu Long là đã có tiếng ở trên thị trường rồi, từ xưa đến bây giờ rồi, chứ không phải bây giờ mới có quý khách tài. Về cầu sau, cầu sau chiếc xe được trang bị là cầu 13 tấn. Cầu 13 tấn quý khách tài nhá. Đây là cây cầu của em đó. Nhìn sơ qua thì cầu này không có gì thay đổi cả. Đây, nếu mà nhìn sơ qua chúng ta không thấy gì thay đổi cả. Nhưng mà thực ra thì cầu này đã được thay to thêm một tí. Nếu mà chúng ta để ý thì nghĩ có thay to thêm một tí và Meyer cũng đã làm to hơn, nên cầu này lên 13 tấn rồi. Các tài cứ yên tâm, không phải là cả cầu 10 tấn kia đâu. Cầu 10 tấn thay thế vào đâu. Đây là nhíp, thì nhíp tổng ở đây là có 20 lá nhíp và 12 lá nhíp chính cũng như là 8 lá nhíp phụ. 8 lá nhíp phụ, mỗi lá đương nhiên là vẫn dày như thế rồi. Dày 10mm cũng tại. Dày 10mm cũng tại nhá. Dài 10mm. Ở lại lốp 1001 hộp vô kia thì là lại lên lớn là 13mm. Xe thì đương nhiên là sẽ được trang bị bầu hồ phanh hơi lốc kê rồi. Và nếu mà muốn chỉnh phanh ấy thì chúng ta đây sẽ chỉnh ở con ốc này. Đây chính là phần ốc để chỉnh phanh nhá. Và khung gầm bệ, đây là tổng quan về phần khung gầm bệ của chiếc xe Cửu Long này. Kia là phần số phụ khá to rồi, số phụ đã chỉnh to hơn rồi. Và em xin báo giá lại để mà số chiếc xe 8 tấn cầu dầu này, như anh Phượng ở Thanh Hóa kia thì chúng ta bỏ ra khoảng 25 triệu cho ngân hàng, như là làm bánh và bảo hiểm thì cũng rơi vào tầm khoảng 25 rưỡi thôi, nó không chênh lên nhiều quá đâu. Đấy là em làm cho Thanh Hóa nhé. Còn một số khu vực khác em có thể làm vai cao hơn quý tài lưu ý. Và đó là tổng quan về chiếc xe này. Thì bác tay nào muốn đặt xe thì cứ alo cho em Hoàng, 383-3-8-978. Em Hoàng từ nhà máy TMT Cửu Long. Và đây là chiếc xe 36C41451, cũng xuất về Thanh Hóa và đang chờ được giải ngân quý tài. Đang chờ được giải ngân. Còn chiếc xe của anh Phượng kia đã được giải ngân rồi. Thì đầu tiên thì, và cũng là cuối cùng, kính chúc anh Phượng, hai anh lên đường mạnh giỏi, bình an. Và đây là clip em gửi riêng từ anh Phượng vội nhá. Hy vọng là anh xem được clip này. Em thấy anh là xem YouTube của em khá là nhiều, và anh trao đổi là xe này anh được anh biết em qua YouTube. Và từ sau đây là kính chúc toàn thể các quý tài đang xem dõi video thật nhiều sức khỏe. Và nếu bạn thấy video này hay, hãy cho em một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh phát triển hơn các quý tài nhé. Và xin kính chào toàn thể các quý tài.